Bới rác ngày 1.000 đô. Đây là tiền lương tháng này của bác. Cháu gửi bác gấp đôi đó. Bác cầm lấy, rồi từ mai nghỉ việc hộ cháu. Nghỉ việc ư? Sao lại thế ạ? Tôi đã làm gì sai chứ? Năm nay bác đã gần 70 tuổi rồi. Công việc bốc phát ở công trường quá nặng nhọc. Cháu e bác không đủ sức làm nữa đâu. Đừng mà, tôi vẫn còn khỏe lắm. Cậu cho tôi tiếp tục làm đi. Ôi da. Bác đừng cố nữa. Mọi người nói đêm nào bác cũng rên rỉ vì chiếc lưng đau ấy. Nếu cứ tiếp tục thế này, xảy ra chuyện gì cháu không gánh nổi đâu. Rồi chính quyền người ta lại phạt cháu vì tội bóc lột sức lao động của người già cũng nên. Bác cầm lấy tiền, rồi từ mai không cần phải đến nữa đâu. Già từng này rồi còn thất nghiệp thì ngày mai biết lấy cái gì mà ăn bây giờ. Ôi da, cái lưng của tôi. Cũng chỉ tại mày mà tao mất việc đấy. Đáng ghét. Từ mai biết lấy gì ăn đây. Thôi ông ơi, ông già thế này rồi thì làm ăn được gì nữa. Thôi thôi, ông đi chỗ khác giùm đi. Ở đây không có nhận ông đâu. Tôi có thể bưng bê rửa bát được mà. Hay là mình cũng làm như thế nhỉ? Vậy là từ mai không lo chết đói rồi. Dạ, cũng bới được nhiều đồ phết rồi nhỉ? Nghỉ tay làm cái bánh mì đã. Bác ơi, bác! Bác có mua chiếc xe này không? Cháu bán rẻ cho. Xe này còn mới tinh, bọn trẻ con chơi thích lắm. Thôi thôi thôi, tôi không mua đâu. Tôi làm gì có con cháu đâu, mua về làm gì. Tiếc quá, cháu cũng không muốn bán chiếc xe này đâu. Nhưng mấy hôm nay con cháu bị bệnh, không có tiền mua thuốc, nên... Thế à? Con cháu bệnh nặng lắm, không có tiền mua thuốc thì nguy mất. Bác mua giúp cháu đi, cháu lấy rẻ 300 đô. Mà thôi, 200 đô cũng được. Cháu đang cần gấp lắm, xin bác đấy. Thôi được rồi, tôi sẽ mua nó. Cậu cầm tiền về mà mua thuốc cho con, tôi trả 300 đô đấy. Dạ, cảm ơn bác nhiều lắm. Bác thật tốt bụng. Richard, dù sao tôi cũng khá khẩm hơn cậu. Là còn 2 tháng lương chưa tiêu hết. Mong là con cậu sẽ mau khỏe. Này ông kia, đứng lại cho tôi. Tôi bắt được ông rồi nha. Chính ông đã ăn cắp chiếc xe này của con trai tôi đúng không? Chiếc xe nào? Tôi ăn cắp khi nào? Còn chối nữa hả? Sáng sớm hôm nay tôi vừa để chiếc xe ra bên ngoài cửa. Quay đi quay lại đã không cánh mà bay. Chiếc xe hình con ông này là tôi đặt mua riêng từ nước ngoài. Không có cái thứ hai đâu. Nên chắc chắn ông là kẻ cắp rồi. Tôi không biết thật mà. Tôi không có ăn cắp mà. Đi, lên đồn cảnh sát mà trình bày nghe chưa? Không ở đây lôi thôi nữa. Không, tôi không có ăn cắp mà. Sự việc cháu đã điều tra rồi. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Lần sau cụ cẩn thận nha. Kéo lại bị lừa nữa thì phiền. Thôi, cụ về đi kẻo muộn. Cảm ơn cán bộ đã tin tưởng. Tôi già thế này rồi, còn đi ăn cắp nữa thì còn ra thể thống gì. Trời tối rồi cơ à. Tự dưng mất tiền oan, lại còn mất tôi cả một ngày làm việc nữa chứ. Cái cậu thanh niên kia tệ thật, lừa cả lão già này. Cái thân già này bao giờ mới được yên ổn chứ. Có khi nào mình cũng sắp tắt giống như những tia nắng mặt trời kia không? Một thời gian sau. Cảm ơn bà. Chà chà, hôm nay khá quá, cũng gần được 100 đô cơ đấy. Ôi da, đau quá, đau quá. Này cậu, cậu sao thế? Đau, đau quá.
Là cậu à? Tên lừa đảo à? Là bác sao? Đúng là trái đất tròn. Hôm đó cậu lừa tôi bán chiếc xe ăn cắp, làm tôi bị bắt lên đồn cảnh sát. Giờ ông trời cho tôi gặp lại cậu trong tình cảnh này. Chắc lại ăn cắp ở đâu, bị người ta đánh chứ gì. Đáng đời lắm. Đúng là ác giả ác báo. Cứ nằm đây mà chịu đau đi. Cứu. Nè cậu gì ơi, cậu gì ơi, cậu không sao chứ? Tỉnh lại đi nào, cậu gì ơi. Cậu tỉnh rồi à? May mà không chết. Bác đưa cháu vào đây sao? Không tôi thì ai? Tôi phải cõng cậu 3 dãy phố mới tìm được xe chở cậu ra trạm xá này đấy. Đầu muốn gãy cả lưng đây. Cũng may cho cậu là trước kia tôi làm nghề bốc phát nhé. Chẳng lẽ tôi lại mặc kệ cho cậu chết khô ở đấy. Cảm ơn bác. Cảm ơn bác đã không vì chuyện cũ mà cứ giúp cháu. Cháu xin lỗi. Xin lỗi vì lần trước đã lừa dối bác. Bác tha thứ cho cháu nha. Thôi, chuyện cũ cho qua đi. Tôi cũng quên rồi. Quan trọng bây giờ là cậu nên thay đổi mà làm người tử tế. Đừng ăn trộm ăn cắp nữa. Lỡ xảy ra chuyện gì thì lúc đó không ai cứu đâu. Mà bố mẹ cậu biết được cũng đau lòng đó. Cháu làm gì có bố mẹ chứ. Từ lúc sinh ra đã là trẻ mồ côi rồi. Hả? Vậy sao? Từ nhỏ cháu được một nhà giàu nhận về nuôi, nhưng lại đối xử tệ hơn con vật. Nên năm 12 tuổi cháu đã lén bỏ đi. Từ đó lang thang một mình, chán nản đâm ra trộm cắp. Này cậu, nếu cậu không chê ông già vô gia cư nghèo khó này thì có thể nhận tôi làm bố được không? Bố bác nói thật chứ ạ? Thì tôi cũng chỉ có một mình, không nhà cửa, sống lang thang. Hai chúng ta hai mảnh đời kém may mắn, liệu có thể nương tựa vào nhau, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo không? Bác là người đã cứu cháu trong lúc cháu nguy khốn nhất, sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của cháu. Có được một người bố như bác, cháu hạnh phúc vô cùng. Cháu hứa sẽ thay đổi, sẽ trở thành một người có ích. Tốt lắm con trai. Thế là già này cũng có một đứa con rồi. Bố ơi. Ngoan, con ngoan. Vợ thật, vợ giả. Cô đi đi, tôi không muốn nhìn mặt cô nữa. Anh thật quá đáng. Đã thế, tôi đi luôn cho anh xem. Ừ, có giỏi thì đi luôn đi. Anh. Trời đã sáng rồi sao? Mình ơi, mình ơi. Thôi chết, hình như tối qua mình có to tiếng với cô ấy. Cô ấy tức giận bỏ đi rồi thì phải. Tôi đây. Cháo tôi vừa nấu đấy, mình ăn rồi đi đâu thì đi. Mình, chẳng phải tối qua mình... Tôi định đi thật, nhưng nghĩ lại tại rượu chứ không phải tại mình, nên tôi thương tình ở lại đấy. Lần sau thì đừng có như vậy nữa. Tôi có nằm mơ không? Hôm nay sao mình lạ vậy? Ăn từ từ thôi, không nóng đó. Người là... Ta là thần tình yêu, hãy nói ta nghe, làm sao con khóc? Con buồn vì vợ chồng con suốt ngày cãi cọ. Tối qua anh ta còn đuổi con ra khỏi nhà nữa. Đã là vợ chồng thì không tránh khỏi cãi vã và lỗi không thuộc về riêng ai. Nếu con còn yêu chồng thì hãy quay trở về và nói rõ mọi chuyện. Con cứ bỏ đi như thế này sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Thưa thần, thần nói đúng. Mình bỏ đi như thế này cũng đâu có ích gì. Mình ơi. Trời, sao tôi lại có hai người vợ thế này? Vớ vẩn, tôi mới là vợ của mình. Cô ta từ đâu tới đây chắc chắn là giả mạo rồi. Tôi mới là vợ của mình. Hôm trước tôi và mình cãi nhau, tôi giận quá mới bỏ đi. Cô ta lợi dụng lúc tôi vắng nhà đã biến thành tôi để lừa mình đấy. Anh nói đi. Ai là vợ anh? Tôi không biết. Hai người giống nhau quá. Tôi là thật, cô là đồ giả mạo. Tôi mới là thật.
Chắc chắn một trong hai người có một kẻ là yêu quái. Nhưng sao gương thần của ta lại không nhìn ra được chứ? Thì ra là vậy. Phải xuống đó một phen thôi. Tôi mới là thật. Trời ơi là trời, ta có cách giúp các người. Người là... Ta là thần tình yêu, đến đây để giúp các người phân giải chuyện này. Thần tình yêu ư? Tuyệt quá! Thần có cách gì vậy? Hai người vợ này không thể phân biệt thật giả, người lại không thể cùng sống với cả hai. Ta sẽ chẻ người ra làm đôi. Sao? Chẻ tôi làm đôi sao? Tuy người phải chịu rất nhiều đau đớn, nhưng khi đó ngươi sẽ được sống với cả hai người vợ của mình. Không! À! Yêu quái, còn không mau hiện nguyên hình! À! Cảm ơn thần đã tiêu diệt yêu quái, giúp vợ chồng con được đoàn tụ. Việc yêu quái xuất hiện lần này cũng là do lỗi ở các ngươi. Các ngươi nên tự mình xem lại. Dạ, nghĩa là sao ạ? Con yêu quái đó sinh ra từ chính sự bất đồng và cãi vã của hai vợ chồng ngươi. Nhưng dù có giống cỡ nào, thì tình cảm của nó cũng không thể sánh với con người được. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì có người vợ sẵn sàng hy sinh thân mình cho ngươi như vậy. Hãy biết trân trọng. Còn ngươi, ngươi cần phải biết thông cảm hơn và dùng tình yêu để cảm hóa nhiều tật xấu của người kia. Đừng hở một chút là bỏ đi. Chính người đã tạo cơ hội cho yêu quái xuất hiện và thay thế người đó. Đây cũng là bài học cho hai người. Hãy chung sống hòa thuận và yêu thương nhau. Nghe không? Chúng con đã biết lỗi rồi ạ. Cảm ơn thần đã chỉ bảo. Mình ơi, từ giờ chúng ta sẽ sống thật tốt nhé. Tại con lười học. Cảm ơn trận mưa rào đã cuốn ta xuống đây. Kẹt ở đây quá ư là thích. Chẳng bị ai rủ đi học. Thế giới này quá ư bé nhỏ. Học bấy lâu cũng là đủ rồi. Con nhảy vào gầu đi. Con ở đó mà lúc sáng mẹ gọi không thèm trả lời. Thì ra con cố tình trốn dưới đó để không đi học. Về nhà nghỉ ngơi, rồi sáng mai mẹ đưa đến theo học thầy giáo Cốc. Con không đi đâu. Trong cái đầm này có gì mà con không biết mà phải đi học nữa hả mẹ? Con chưa biết gì nên mới nói như thế đấy. Không cãi mẹ nữa. Từ nay phải chăm chỉ học hành, nếu không là mẹ đánh đòn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về công việc tìm kiếm thức ăn. Mình có cần học ngày nào đâu mà vẫn kiếm được thức ăn đấy thôi. Bây giờ các em cùng tập viết theo thầy nhé. Đi học thật là nhàm chán. Đi chơi mới thích làm sao. Mình cứ đi, một lát mình về. Mẹ không thể biết được đâu. Các bạn cá ơi, cho mình theo với. Cậu lại trốn học đấy à? Học chán lắm. Thầy giáo Cốc toàn dạy những điều cũ rích. Các cậu cho tớ đi chơi với. Được, vậy cậu lại bơi theo bọn tớ đi. Này này, dừng lại đi ít con. Trời ạ, thế mà bạn ấy bảo cái gì cũng biết. Ai đời lại đi nhảy vào miệng cống xả. Cho nước xoáy nó cuốn. Đây là bờ cỏ mẹ hay đi kiếm thức ăn đây mà. Thôi chết, lỡ mà mẹ nhìn thấy mình. Trời ơi, nguy quá. Một con ếch.
trời, con gì mà trông xì xì gớm ghiếc thế này? Nhưng sao con ếch này trông sợ hãi rúm ró thế nhỉ? Phải rồi, nó chỉ là một con ếch ắt con mà thôi. Này chú ếch, đi đâu mà lại tới đây? Cháu bỏ học, cháu chán quá nên cháu đi chơi ạ. Đúng rồi đó, hãy vào trong hang của ta, ở đó tha hồ mà chơi. Trời ạ, ếch bắt được cua, vậy mà sao nhìn thấy cua, con lại sợ hãi rúng rõ đến thế? Sao cơ mẹ, ếch bắt được cua ư? Con cua có cái càng to thế, dữ tợn như vậy, tại sao nó lại sợ nhà ếch chúng ta? Ếch con, giờ mẹ đã hiểu rồi, con thường xuyên trốn học đúng không? Bài học về ếch bắt được cua thầy giáo Cốc đã dạy rồi, tại sao con lại không biết chứ? Mẹ, con... Vậy mà con để lão cua bắt nạt, lôi vào hang, suýt thì mất mạng rồi. Con thấy chưa, không phải thế giới nhỏ bé như con vẫn tưởng, không phải điều gì con cũng biết hết được. Nếu con vâng lời mẹ, chăm chỉ học tập thì hôm nay đâu phải sợ hãi đến suýt mất mạng như vậy. Mẹ ơi, con biết rồi, thế giới không bé tí như khu đầm của chúng ta, từ nay con sẽ không trốn học nữa đâu ạ. Con hứa với mẹ. Cuộc sống là những chuỗi ngày học hỏi không ngừng. Một người kiêu ngạo cho rằng mình biết tất cả là đang tự hại mình đó. Còn nhớ đừng có quên. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.